rất vui được chào đón các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 2 của trang web olm.vn. Các con thân mến, vậy là chúng mình đã lớn hơn 1 tuổi. Chúng mình biết được tất cả các vần trong tiếng Việt để đọc sách một cách thành thạo. Từ video này, cô trò chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu chương trình tiếng Việt lớp 2. Mỗi bài đọc, các con sẽ được đến với những thông tin bổ ích, tìm hiểu những văn bản thú vị. Bên cạnh đó, chúng mình sẽ cùng viết, nghe, nói để các con cùng hoàn thiện hơn nội dung của môn tiếng Việt, cũng như biết áp dụng trong thực tế đời sống. Cô hy vọng rằng khóa học này sẽ giúp các con học tập thật hiệu quả. Không để các con phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ vào với bài học đầu tiên. Trước hết, cô mời các con nghe một bài hát. Chúng mình vừa được lắng nghe một bài hát. Vậy thì các con thấy bài hát vừa rồi nhắc đến ngày nào sau đây? Rất chính xác, bài hát nhắc đến ngày khai trường. Ngày khai trường chính là ngày khai giảng, ngày bắt đầu một năm học mới. Như vậy là sau một thời gian được nghỉ hè, tạm xa trường, xa lớp, xa thầy cô, bạn bè, chúng mình đã quay trở lại lớp học để tiếp tục khám phá thế giới kiến thức rộng lớn. Trước khi đi học, con đã chuẩn bị những gì để đón ngày khai trường? Có bạn thì được mua sách vở, quần áo mới. Có bạn lại không giấu nổi niềm vui mà nôn nao từ tối hôm trước. Còn bạn nhỏ của chúng ta trong bài tập đọc thì sao? Cô mời các con đến với bài học. Tôi là học sinh lớp 2. Phần đầu tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng học đọc. Bài tập đọc Tôi là học sinh lớp 2. Các con theo dõi. Cô đọc to và các con sẽ đọc bằng mắt một lượt bài tập đọc này nhé. Tôi là học sinh lớp 2. Ngày khai trường đã đến. Sáng sớm, mẹ mới gọi một câu mà tôi đã vùng dậy, khác hẳn mọi ngày. Loáng một cái, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Bố ngạc nhiên nhìn tôi, còn mẹ cười tủm tỉm. Tôi rối rít. Con muốn đến lớp sớm nhất. Tôi háo hức tưởng tượng ra cảnh mình đến đầu tiên, cất tiếng chào thật to những bạn đến sau. Nhưng vừa đến cổng trường, tôi đã thấy mấy bạn cùng lớp đang ríu rít nói cười ở trong sân. Thì ra, không chỉ mình tôi muốn đến sớm nhất. Tôi chào mẹ, chạy ào vào cùng các bạn. Chúng tôi tranh nhau kể về chuyện ngày hè. Ngay cạnh chúng tôi, mấy em lớp 1 đang rụt rè níu chặt tay bố mẹ, thật giống tôi năm ngoái. Trước các em, tôi cảm thấy mình lớn bổng lên. Tôi đã là học sinh lớp 2 rồi cơ mà. Văn giá. Các con có thể dừng video lại một chút, rèn luyện kỹ năng đọc để đọc cho thật lưu loát. Trong bài tập đọc này, cô muốn chúng mình chú ý đến nghĩa của ba từ sau đây. Đầu tiên là từ loáng. Loáng một cái có nghĩa là rất nhanh.
Từ thứ hai, các con hiểu từ níu. Đặt trong câu văn, mấy em học sinh lớp 1 níu chặt tay bố mẹ. Từ níu có nghĩa là nắm lấy và kéo lại, kéo xuống. Thế còn từ cuối cùng, lớn bổng. Các con theo dõi sách giáo khoa và xác định cho cô lớn bổng nghĩa là gì? Rất chính xác, lớn bổng có nghĩa là lớn rất nhanh, vượt hẳn lên. Với nghĩa của các từ khó, chúng mình phần nào hình dung được nội dung của bài tập đọc. Sau khi đã đọc kỹ bài văn này, cô trò chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nội dung của bài văn thông qua phần thứ hai. Chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi. Các con quan sát, để minh họa cho nội dung của các đoạn văn trong bài tập đọc này, cô có 3 hình ảnh thế này. Con hãy tìm nội dung phù hợp với mỗi bức tranh nhé. Chúng ta trước hết sắp xếp được các bức tranh theo trình tự của bài tập đọc. Ở bức tranh đầu tiên, các con nhìn thấy bạn nhỏ đã đi ra cửa nhà và đằng sau là bố mẹ đứng vẫy chào bạn ấy đi học. Nội dung của bức tranh này tương ứng với phần trong bài đọc. Bố ngạc nhiên nhìn tôi, còn mẹ cười tủm tỉm. Tôi rối rít, con muốn đến lớp sớm nhất. Vẫn là bạn nhỏ ấy. Bạn ấy đã xuất hiện ở tại trường học chứ không còn là ngôi nhà của mình nữa. Bạn ấy vẫy tay chào mẹ để có thể đi vào cổng trường. Bức tranh này tương ứng với nội dung tôi chào mẹ, chạy ào vào cùng các bạn. Và ở bức tranh cuối cùng, con nhìn thấy bạn nhỏ ấy đã chơi đùa cùng với các bạn của mình. Các bạn nhỏ rất vui vì được gặp lại nhau sau một kỳ nghỉ hè dài. Hình ảnh này tương phản với hình ảnh của một em nhỏ của lớp 1 đang níu chặt tay mẹ. Nội dung bức tranh này tương ứng với đoạn văn. Ngay cạnh chúng tôi, mấy em lớp 1 đang rụt rè, níu chặt tay bố mẹ. Thật giống tôi năm ngoái. Trước các em, tôi cảm thấy mình lớn bổng lên. Một bài tập đọc nói về những cảm xúc của bạn nhỏ khi bạn ấy bước sang lớp 2. Bạn ấy cũng so sánh cảm xúc của mình với các em nhỏ lớp 1. Để tìm hiểu kỹ hơn nội dung của bài tập đọc này, chúng ta sẽ cùng đi trả lời các câu hỏi sau với cô nhé. Cô có câu hỏi thứ nhất. Các con hãy tìm những chi tiết cho thấy bạn nhỏ rất háo hức đến trường vào ngày khai giảng. Các con quan sát và đã xác định được rất đúng những chi tiết cho thấy bạn nhỏ háo hức đến trường vào ngày khai giảng. Đầu tiên, sáng sớm mẹ mới gọi một câu mà bạn ấy đã vùng dậy khác hẳn mọi ngày. Những ngày khác, bạn ấy có thể ngủ nướng, có thể còn nũng nịu, nhưng ngày hôm nay là ngày đầu tiên bạn ấy đến trường khi bạn ấy là học sinh lớp 2, cho nên bạn ấy rất hứng khởi, vùng dậy khác hẳn mọi ngày. Chi tiết thứ hai mà chúng mình có thể nhìn thấy đó là bạn ấy kể, loáng một cái, bạn ấy đã chuẩn bị xong mọi thứ. Mọi điều bạn ấy chuẩn bị có thể giúp cho bạn ấy tới lớp một cách nhanh nhất. Vì những sự háo hức, vì sự chuẩn bị nhanh chóng tất cả mọi việc mà bố ngạc nhiên nhìn bạn ấy, còn mẹ thì cười tủm tỉm. Cho nên có một chi tiết thứ ba nữa chứng tỏ bạn ấy háo hức đến trường, đó là bạn ấy bảo với bố mẹ, con muốn đến lớp sớm nhất. Như vậy, một loạt các chi tiết cho thấy bạn nhỏ rất háo hức đến trường vào ngày khai giảng đầu tiên của năm học. Chúng mình cũng nhìn thấy ước mong của bạn ấy là đến lớp sớm nhất. Các con theo dõi tiếp nội dung của bài tập đọc này. Các con thấy bạn ấy có thực hiện được mong muốn đến lớp sớm nhất hay không? Và vì sao? Rất chính xác. Bạn nhỏ của chúng mình háo hức tưởng tượng ra cảnh mình đến lớp đầu tiên, cất tiếng chào thật to, những người bạn đến sau. Nhưng bạn ấy đã không thực hiện được mong muốn đến lớp sớm nhất.
Vừa vào tới cổng trường, bạn ấy đã thấy các bạn cùng lớp của mình ríu rít nói cười trong sân. Vậy là bạn ấy không phải là người đầu tiên đến lớp. Bởi vì không chỉ có một mình bạn ấy mà bạn nào cũng mong muốn mình là người đến lớp đầu tiên trong ngày khai giảng. Cảm xúc của những bạn học trò trong bài tập đọc này có giống cảm xúc của các con hay không? Trong ngày đầu tiên, các con có mong muốn mình là người đến lớp sớm nhất? Nếu như ngày tựu trường đầu tiên của năm lớp 1, bạn ấy còn bỡ ngỡ, còn rụt rè, có thể còn khóc nhè nữa. Nhưng năm học thứ 2 này, bạn ấy đã rất vui vẻ để hòa nhập với các bạn. Bạn ấy đến trường với tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Các con hãy xác định giúp cô, khi gặp lại nhau, các bạn làm gì? Đúng rồi, khi gặp lại nhau, các bạn ấy kể cho nhau nghe về những chuyện ngày hè. Những ngày không được gặp nhau trên lớp, đã diễn ra bao nhiêu điều thú vị, các bạn ấy ríu rít kể cho nhau. Chính vì vậy, bạn ấy có cảm giác mình đã thay đổi. Bạn ấy nhận ra mình thay đổi thế nào khi lên lớp 2. Các con rất thông minh, chúng mình đã xác định rất chính xác câu trả lời. Trước các em lớp 1, bạn ấy cảm thấy mình thay đổi khi lên lớp 2. Đó là cảm giác mình lớn bổng lên. Lớn nhanh và vượt hẳn lên so với những em bé lớp 1. Một bài tập đọc về một bạn nhỏ rất hồn nhiên khi bạn ấy bắt đầu bước vào lớp 2. Những cảm xúc của bạn ấy chắc hẳn cũng gặp gỡ với cảm xúc của các con khi các con đi học buổi đầu tiên của lớp 2. Nội dung của bài tập đọc này đã kết thúc video thứ nhất của bài học Tôi là học sinh lớp 2. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại chúng mình trong video thứ 2 của bài học này nhé!